Hi, xin chào tất cả các anh em, mình là Irene đến từ Coi 68TV. Và trong số tiếp theo của series tuần qua có gì thì anh em hãy cùng Irene điểm qua những tin tức hot nhất và đáng chú ý nhất về thị trường crypto và blockchain trong tuần vừa rồi nhé. Và trước khi vào video ngày hôm nay thì Coi 68TV xin gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ của video, đó chính là sàn giao dịch Bitfinex. Từ năm 2012 thì sàn Bitfinex đã trở thành nền tảng giao dịch Bitcoin lớn nhất thế giới. Bitcoin Finance Exchange Bitfinex thì chiếm hơn 10% giao dịch Bitcoin của toàn thế giới. Ngoài ra thì Bitfinex còn cho phép anh em tham gia vào các giao dịch hoán đổi thanh khoản và giao dịch ký quỹ. Sa thì được đánh giá rất cao về tốc độ giao dịch nhanh chóng cũng như là tính bảo mật cao, do 99% tài sản của sàn thì được lưu trữ ở trong ví lạnh. Cho đến nay thì Bitfinex cũng được biết đến như một trong số những sàn giao dịch có mức phí giao dịch thấp nhất thế giới. Nếu như anh em giao dịch ít hơn 500.000 đô thì chi phí chỉ tầm từ 0.1% cho đến 0.2%, và mức phí này thì sẽ chỉ còn giảm xuống gần như là 0% đối với lượng giao dịch cao hơn. Cả Bitfinex hiện tại đã hỗ trợ giao diện tiếng Việt và ưu đãi miễn phí lên đến 6% phí giao dịch dành cho người dùng đến từ Việt Nam. Mình sẽ để đường link đăng ký cũng như là các tài khoản mạng xã hội của Bitfinex ở bên dưới phần mô tả và bình luận cho anh em đăng ký nhé. Ok, và bây giờ thì chúng ta hãy cùng bắt đầu vào video thôi. Tin tức đầu tiên đó chính là Mỹ phạt Binance 4,3 tỷ đô. CEO Trang Pen Zhao từ chức. Theo tờ Wall Street Journal và Fox thì CEO Binance là Trang Pen Zhao hay là CZ thì đã rời khỏi chức vụ là giám đốc điều hành của sàn Binance, đồng thời thì nhận tội vi phạm các yêu cầu chống rửa tiền trước tòa án liên bang Seattle vào chiều ngày hôm 22 tháng 11 theo giờ Mỹ. Đây thì được xem là một phần của thỏa thuận trị giá 4 tỷ đô mà Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đưa ra gần đây. Binance thì sẽ trả khoản tiền phạt lên đến 4,3 tỷ đô la Mỹ để hạ màn vụ kiện với Bộ Tư pháp Mỹ trong vòng 15 tháng tới. Theo cáo trạng được Bộ Tư pháp Mỹ công bố sau đó thì Binance đã bị chính quyền Hoa Kỳ buộc đến 3 tội danh. Thứ nhất là âm mưu tiến hành và quản lý hoạt động chuyển tiền chưa qua đăng ký. Thứ hai là vi phạm đạo luật bí mật ngân hàng, quy định thương mại liên bang và quốc tế của Mỹ. Và thứ ba là vi phạm quy định cấm vận tài chính của Mỹ. Cá nhân của ông Trang Pen Zhao thì sẽ phải nộp phạt hơn 50 triệu đô, đồng thời là bị cấm tham gia điều hành sàn Binance trong vòng 3 năm kể từ thời điểm được chỉ định. Tuy nhiên thì CZ vẫn sẽ là cổ đông lớn nhất của Binance. Ngoài ra thì giới chức Mỹ còn buộc tội thêm cựu giám đốc tuân thủ của Binance là ông Samuel Lim, người được phát hiện là đã có sai phạm trong quá trình điều tra. Sàn Binance cùng với Trang Pen Zhao và Samuel Lim thì sẽ không được phép đưa ra bất kỳ phát ngôn công khai nào đi ngược với những gì được đề cập ở trong thỏa thuận nhận tội. Sàn thì sẽ được chỉ định một đơn vị độc lập để giám sát hoạt động tuân thủ pháp luật của sàn trong vòng 5 năm tới và phải báo cáo tiến độ lên chính quyền Mỹ. Bộ Tài chính Mỹ thì sẽ có quyền truy cập vào hệ thống cũng như là kiểm tra dữ liệu của sàn. Binance thì sẽ không được phép hoạt động tại Mỹ nữa. Trang Pen Zhao hay là CZ thì sau đó đã đưa ra thông báo chính thức trên X hay là Twitter. CZ thừa nhận bản thân đã mắc sai lầm và giờ thì phải chịu trách nhiệm. Việc rời bỏ Binance là điều khó khăn nhưng là đúng đắn và tốt nhất cho sàn cũng như là cộng đồng. Ông CZ thì cũng xác nhận rằng tân CEO của Binance sẽ là ông Richard Tang, đúng như những gì Coi68 đã dự đoán. CZ thì cho biết là sẽ dành thời gian sắp tới để nghỉ ngơi, chưa có bất kỳ ý định xây dựng một doanh nghiệp nào khác, mà thay vào đó thì chỉ đầu tư vào một số dự án blockchain, Web3, DeFi, AI và Biotech. Ông thì cũng tự hào tuyên bố rằng qua thỏa thuận với chính quyền Mỹ thì Binance sẽ không hề bị cáo buộc chiếm đoạt hay là sử dụng sai mục đích tiền của người dùng, cũng như là các hành vi thao túng thị trường tiền mã hóa khác. Như vậy thì sàn sẽ vẫn giữ được cam kết là bảo vệ người dùng. Tân CEO của Binance là Richard Tang sau đó thì cũng đã có tuyên bố trên X cam kết là sẽ giữ vững Binance làm sàn giao dịch tiền mã hóa được tin tưởng bởi hơn 150 triệu người dùng trên toàn cầu. Trong thời gian tới thì mục tiêu của Binance dưới trướng của ông Tang thì sẽ là củng cố niềm tin của khách hàng vào sàn, hợp tác với giới chức toàn cầu để đảm bảo tuân thủ pháp luật, đồng thời là tiếp tục thúc đẩy lĩnh vực Web3. Theo thỏa thuận với chính quyền Mỹ thì ông CZ vào ngày 21 tháng 11 đã trình diện trước tòa án Seattle nhận tội danh là không áp đặt quy định chống rửa tiền. Theo hãng tin AP, luật sư của ông Zhao thì cho biết là thân chủ đã hợp tác với quá trình điều tra của giới chức Mỹ từ năm 2020 cũng như là tự nguyện bay từ nơi cư trú hiện tại là UAE, quốc gia không có luật dẫn độ với Mỹ để hầu tòa, cho thấy là thái độ tuân thủ và thành khẩn. Thẩm phán đề nghị thời điểm tuyên án với ông Trang Pen Zhao sẽ là vào ngày 23 tháng 2 năm 2024, dù có thể là bị trì hoãn thêm. Cựu CEO của Binance thì sẽ có thể đối mặt với mức án tù 18 tháng tù. Ông Zhao thì đã đề nghị trong thời gian chờ tuyên án sẽ được phép trở lại UAE để đoàn tụ cùng với gia đình, cam kết là sẽ trở lại Mỹ để chịu phạt khi mà tòa án có phán quyết cuối cùng. CZ thì nói trước tòa rằng
Tôi cam kết sẽ nhận mọi trách nhiệm và kết thúc chương này của cuộc đời mình. Tôi sẽ trở lại, nếu không tôi đã không có mặt ở đây ngày hôm nay. Nhà sáng lập của Binance thì sau đó đã xin tại ngoại với giá trị bảo lãnh là 175 triệu đô la Mỹ. Binance thì có động thái lạ làm dấy lên nhiều nghi ngại. Dựa trên những phát hiện của Protoss và trên Agrox thì sàn đã chuyển khoảng 3,9 tỷ đô từ ví lạnh là Binance Coin 2 lên hệ Tron sang ví nóng Binance Tree vào ngày 9 tháng 11. Hiện thì chưa rõ động thái này có liên quan gì đến khoản tiền phạt của Bộ Tư pháp yêu cầu hay không. Tuy nhiên thì 300 triệu đô la Mỹ trong số tiền trên thì sau đó đã được tiếp tục chuyển sang ví Binance Hot 7. Ở những diễn biến tiếp theo thì Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng mức phạt 4 tỷ đô là phù hợp để Binance tiếp tục hoạt động, tránh việc truy tố và gây rủi ro sụp đổ lan tỏa trong ngành tiền mã hóa. Sau tin tức tiêu cực trên thì giá của BNB đã bị bốc hơi tới 15% và đang bị tác động nhẹ lên toàn thị trường. Bitcoin thì chỉ bị mất 1,8% giá trong cùng ngày, mảng altcoin thì ghi nhận mức sụt giảm từ 5 cho đến 10%. Tin tức thứ hai là HecoChain của sàn HTX bị hack. Và chiều ngày 22 tháng 11 thì đơn vị cảnh báo Cypress Atlas đã phát cảnh báo về một loạt giao dịch bất thường ghi nhận ở trên HecoChain, blockchain riêng của sàn giao dịch tiền mã hóa HTX hay là Huobi cũ. Cụ thể thì đã có khoảng 86 triệu đô tiền mã hóa bị rút đi khỏi cầu nối của HecoChain, bao gồm là 20,4 triệu đô ETH, 42,1 triệu đô USDT, 16,6 triệu đô HBTC, tức là Bitcoin ở trên Heco, cùng với rất nhiều token khác bao gồm là USDC, SHIB, LINK, TUSD và UNI. Tiền sau đó thì đã được tẩu tán sang các ví riêng biệt. Dấu hiệu hack càng rõ rệt hơn khi mà lượng 42,1 triệu USDT nhanh chóng được swap sang Ethereum để tránh nguy cơ bị Tether đóng băng. Trong khi đó thì trang tin The Block cũng tuyên bố tổng thiệt hại của vụ hack này có thể lên tới 110 triệu đô khi mà có thêm lỗ hổng từ HTX HecoChain được cho là đã dừng hoạt động khi mà website của dự án bị xóa. Còn tài khoản Twitter hay là X thì gần như không có cập nhật kể từ tháng 2 năm 2023. Tuy nhiên thì giá của HT trong 24 giờ gần nhất cũng không có biến động đáng kể. Justin Sun thì đã lên tiếng xác nhận vụ hack nhắm vào HTX và HecoChain, thông báo là tạm ngừng nạp rút và cam kết sẽ bồi thường cho người dùng bị ảnh hưởng. Sàn thì đang điều tra nguyên nhân để bị tấn công và sẽ cập nhật tới người dùng cũng như là nối lại hoạt động trong thời gian sớm nhất có thể. Tin tức kế tiếp là CyberSquad bị tấn công, thiệt hại lên đến 47 triệu đô. Trong tuần vừa rồi thì không chỉ có HecoChain của HTX bị hack mà có một cái tên khác cũng đã bị tấn công, đó chính là CyberSquad. Và rạng sáng ngày 23 tháng 11 thì cộng đồng tiền mã hóa ở trên X thì cũng xôn xao về vụ tấn công DeFi lớn nhất. Lần này thì nhắm vào sàn DEX là CyberSquad. Theo đó thì các pool thanh khoản Elastic của giao thức này đã bị kẻ xấu bòn rút lượng lớn tiền với giá trị ước tính lên đến 47 triệu đô la Mỹ. Hacker thì đã cướp tài khoản ở trên nhiều blockchain được CyberSquad hỗ trợ mở pool thanh khoản, gồm Ethereum, Arbitrum, Optimistic, Base và Polygon. Đáng chú ý hơn là lượng lớn tiền bị lấy đi thì nằm dưới dạng các token khóa thanh khoản và liquid staking của Ethereum. Tuy nhiên, hacker thì có vẻ đã quên mất pool ở trên Scroll khi mà đây thì vẫn còn đến 5 triệu đô tài sản chưa bị đụng đến. Các phân tích ban đầu thì có thể thấy chỉ có các pool thanh khoản của CyberSquad là bị tấn công thông qua hình thức là flash loan. Do đó thì người dùng sẽ không cần phải revoke quyền truy cập đã cấp cho Cyber trước đó. Cyber Network thì sau đó cũng đã lên tiếng xác nhận vụ việc, đồng thời thì yêu cầu người dùng rút toàn bộ tiền để phòng các lỗ hổng tiềm tàng khác. Theo dữ liệu từ DeFi Llama thì các sản phẩm DeFi của Cyber, tức là mức TVL 86 triệu đô thì nay đã giảm còn 27 triệu đô ở thời điểm quay video này khi mà người dùng ồ ạt rút tiền. Cộng đồng thì còn chỉ ra độ ngông của hacker khi mà vừa thực hiện các giao dịch rút tiền, vừa để lại những chỉ dẫn mô tả hành động của mình. Chưa dừng lại ở đó thì hắn còn gửi thông điệp đến đội ngũ Cyber, tuyên bố sẵn sàng thương lượng để trả lại tiền. Tuy nhiên, phải chờ đến khi nghỉ ngơi đầy đủ xong. Giá token KNC của Cyber Network thì đang biến động khá là dữ dội sau thông tin Cyber bị hack vừa rồi. Và tin tức cuối cùng ở trong ngày là về một cái tên đang cực kỳ hot ở trong thời gian vừa qua, đó chính là Blash. Bị cáo buộc là mô hình Ponzi, TVL của Blash thì vẫn vượt mốc là 360 triệu đô chỉ trong vòng 3 ngày. Ra mắt vào ngày 21 tháng 11 thì Layer 2 Blash sau khoảng 3 ngày đã thu hút hơn 360 triệu đô dòng tiền chảy vào, trong đó có 313 triệu đô là Ethereum được gửi lên staking ở trên Lido, trở thành staking holder ETH lớn thứ 3 trên thị trường. 49 triệu đô DAI đã được gửi đến MakerDAO, số còn lại là 635.000 đô thì đang nằm trong ví của giao thức, theo dữ liệu của DBank.
Có thể thấy là cộng đồng đầu tư tiền mã hóa thì vẫn chưa có tín hiệu ngừng đổ tiền vào dự án mới này, dù đã được cảnh báo là số tiền bị khóa lại và sẽ không được rút cho đến khi Blush triển khai mainnet vào tháng 2 năm 2024. Blush được thành lập bởi nhà sáng lập sàn NFT Blur Pacman cùng với một số nhân sự là cựu thành viên của MakerDAO, cử nhân MIT và Đại học Seoul. Vào ngày 21 tháng 11 thì Layer 2 trên Ethereum đã tuyên bố đã huy động được 20 triệu đô nguồn vốn từ Paradigm, Standard Crypto và Eagle Capital. Blush thì là một Layer 2 được xây dựng dựa trên công nghệ là Optimistic Rollup, tương tự như là Arbitrum hay là Optimism, đồng thời là tương thích với EVM để cho các nhà đầu tư và DApp ở trên Ethereum có thể dễ dàng kết nối sang. Tranh cãi về mô hình hoạt động tương tự Ponzi của Blush thì Blush được ra đời nhằm mục đích là tạo thêm động lực staking thông qua cơ chế là lãi cộng dồn. Trong khi là Ethereum thì cung cấp lãi suất cơ bản từ 3 cho đến 4% thì giải pháp của Blush là sử dụng tiền staking của người dùng tiếp tục mang đi stake ở những nơi khác để sinh thêm lãi và chia về cho người dùng. Ngoài ra thì Blush còn thưởng cho người dùng trải nghiệm sớm dựa trên số lượng bạn bè mà họ giới thiệu. Thông tin ở trên website của Blush thì nêu rõ ràng người dùng sẽ được cộng thêm 16% số điểm khi mà giới thiệu được một người dùng mới và cộng thêm 8% nếu người dùng đó mời thêm những người khác. Giám đốc điều hành của Moonrock Capital thì nhận xét rằng cấu trúc kim tự tháp của Blush Point chính là Ponzi Airdrop Farming, cho rằng thành thật mà nói thì Blush Layer 2 là minh họa hoàn hảo về lý do tại sao những người không biết về tiền mã hóa lại ghét Web3. Nó không giống một loại tiến bộ kỹ thuật đối với bất kỳ Layer 2 nào mà cũng không cung cấp bất kỳ ứng dụng thú vị nào để sử dụng, trong khi lại vô hiệu việc rút tiền. Bên cạnh mô hình hoạt động tương tự giống Ponzi thì ví Mantisai của Blush cũng gây ra nhiều sự quan ngại. Nhà phát triển Polygon là Jarrod Quart thì cũng chỉ ra rằng 5 ví Mantisai của Blush thì đều là địa chỉ mới và danh tính thì chưa được xác định. Ông thì cho rằng Blush hiện đang không phải Layer 2 và không có testnet, giao dịch, cầu nối hay là dữ liệu giao dịch gửi đến Ethereum. Kỹ sư của Polygon thì nói rằng Blush chỉ là một hợp đồng Mantisai. Để trả được tiền cho người dùng sau khi mainnet thì họ sẽ cần phải đạt 3 trên 5 sự đồng thuận, do đó phải deploy tiền mới sang hợp đồng mới. Xong, kịch bản này thì phụ thuộc rất nhiều ở niềm tin và nguy cơ dự án Rockpool là hoàn toàn có thể xảy ra. Theo lộ trình được dự án công bố thì Blush sẽ triển khai testnet vào tháng 1 năm 2024, mainnet vào tháng 2 cùng năm và bắt đầu cho phép rút tiền, rồi mới tiến hành airdrop token dựa trên điểm thưởng. Và anh em lưu ý, đây sẽ không phải lời khuyên đầu tư, cho nên anh em hãy cực kỳ cẩn thận khi mà xuống tiền trong bất kỳ dự án nào anh em nhé. Vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng điểm qua những tin tức crypto và blockchain đáng chú ý trong tuần vừa rồi. Anh em nghĩ sao về những thông tin này? Anh em có cảm thấy tuần vừa rồi rất là biến động không? Và anh em có đang quan tâm về bất kỳ dự án hay là tin tức nào không? Hãy cùng comment suy nghĩ cũng như là cảm nhận của anh em ở phía bên dưới phần mô tả nhé. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye!